Rồi chào các bạn mình là Hoàng Phúc tại Bay com Như hôm bữa mình làm cái um, video hướng dẫn các bạn cách thiết kế cái poster uh, MV chắc, có chắc yêu là đây của Sơn Tùng á thì có rất là nhiều bạn comment nói mình là Big City Boy cũng là một cái gợi ý để mình làm tutorial sẽ rất là hay ho. Bởi vì ừ mình có liếc sơ qua thì mình cảm thấy ừ cái này rất đáng để mình làm bởi vì nó sẽ hướng dẫn anh em cái cách uh, control rất là nhiều thứ ở trong Photoshop. Và hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để chúng ta thiết kế một bức ảnh theo cái hiệu ứng giống như cái poster uh, Big City Boys của Bin The Poet nha. Rồi, ok. Nếu như đây là lần đầu em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút subscribe đăng ký ha và nhấn cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nữa để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Mình ra trong tương lai, like. ok? Thì với hình này các bạn có thể phân tích nhẹ một chút trước khi chúng ta bắt tay vào làm nhé. À, nó gọi là nó cũng không có gì phức tạp lắm. Các bạn có thể để ý ở đây chúng ta sẽ có một vài lớp. Lớp dưới cùng à, màu hồng có noise ha, có noise. À, cái phần người của họ nè, phần người của ông Bin này và phần mắt Ôi À phần 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 mắt này với lại phần người có vẻ không liên quan gì nhau. Nhưng mà nó kiểu nó hơi lạ lạ anh em hiểu không? Nó nó kiểu hơi <laughs> nó kiểu gây sự chú ý á, thì mình cũng là hay nhưng mà mình nghĩ là nếu như bình thường với anh em thì chúng ta không có chụp nhiều tấm cho nên là ừ, có lẽ là mình cũng sẽ sử dụng trên một hình thôi cho nó đơn giản nhé à, cái tiếp theo là chúng ta sẽ có cái lớp kiểu như tờ giấy như thế này này có hai có hiệu ứng của cái bông hoa tulip background ở dưới và bông hoa này đồng thời cũng ảnh hưởng một chút ở phần chữ ở dưới à, áo của ống này. À, phần mắt này thì lại nằm ở trên một cái tờ giấy riêng Ok, fine. Rồi và chúng ta có thêm một lớp chữ nữa ha. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ từ thôi ha. Một bức hình thì bây giờ mình sẽ tạo một bức hình uh, có lẽ là ngang đi ha. Bức hình này thì mình cũng sẽ đồng thời mình sử dụng làm cái thumbnail của cái uh, video này luôn. Cho nên là mình sẽ để 1920 1080. Nếu các bạn muốn các bạn có thể sử dụng 1920 1080 cũng được. Các bạn để làm cái background của cái màn hình nhé. Ừ, mình nghĩ cái này chắc không ai làm cái hiệu ứng này để mà tặng cho Crush cả chẳng hạn đúng không? Nó cũng hơi kỳ kỳ cái này bad boy mà tự nhiên tặng cho Crush ăn vẻ vào mặt đi chứ. <laughs> rồi ok rồi, chúng ta sẽ cần có hình người ha. Hình người thì ở đây mình sẽ sử dụng một hình chân dung của mình, mình nghĩ là mình sẽ lấy cái hình uh, hình anh uh, này đi á yeah. anh này đi rồi mình sẽ mở hình này với Photoshop, click chuột phải chọn Open và mình đang sử dụng Photoshop CC 2019. ha, cái um, hình của các bạn thì các bạn chọn bất kỳ cái nào cũng được ha, hình của mình đây. rồi bây giờ mình sẽ tách hình người này ra. các bạn có thể xài bất kỳ một cái gì cũng được ha. ví dụ như là ở cái um, thông thường thì mình hay sử dụng CC 2018 trở lên á, thì các bạn sẽ có cái các bạn sử dụng cái Quick Selection Tool này, thì các bạn sẽ có cái nút Select Subject ha, click một cái nó sẽ tự động chọn cho các bạn thì nếu như bị dư bị thừa bị thiếu gì đó thì anh em có thể sử dụng cái công cụ là uh, Lasso Tool để anh em loại bỏ bớt hoặc là chọn thêm chọn thêm bằng cách đây ví dụ như là đây chắc chắn nó sẽ có những cái bị chọn thừa chọn thiếu gì đó đấy ví dụ như là bị chọn là thừa uh, không có cái nào thừa đây đây ha ví dụ như là bị thừa đây đi thì mình sẽ loại bỏ bớt đi ha đè phím internet phím Alt đó hoặc là click uh, trên này thì phải đây ha subtract này nhưng mà dễ nhất thì mình hay đề phía internet mình đang sử dụng công cụ là polygonal lasso tool để chúng ta tạo vùng chọn theo những cái đường thẳng nó đối với mình đường thẳng là dễ nhất ha đề phím internet này bởi vì mình đang chọn vùng người Các bạn để ý chúng ta đang chọn vùng người nha và cái phần bị ở trong này này là phần thừa mình sẽ cần bỏ bớt đi bỏ bớt đi thì mình sử dụng internet này chúng ta bôi vào những khu vực này thôi ha còn nếu như mà nhanh á hoặc là những cái uh, những cái vùng chọn của các bạn nó đơn giản á thì các bạn thể sử dụng cái công cụ là quick selection tool các bạn bôi chọn theo vùng người ví dụ như là người của mình đây đi ha mình sẽ sử dụng quick selection tool này quick selection này phóng lớn lên một chút click chuột phải chọn uh, size thôi hoặc đây uh, đây có cái size này các bạn tăng size lên chút này đó các bạn bôi vào phần người thôi cứ bôi tới đâu nó chọn tới đấy tùy theo cái độ phức tạp của cái hình của các bạn nha thì thông thường nếu như mà để chuyên các bạn làm bộ chụp một chụp những cái hình chủ đích để làm cái này á thì các bạn đứng vào cái chỗ nào đó nó ví dụ như là bức tường phía sau lưng mình chẳng hạn vậy nó đơn giản thôi ha đứng xa xa bức tường ra chụp một tấm thì lúc đó, đó các bạn lấy nét nó sẽ rất là lấy lấy vùng chọn cắt người nó sẽ rất là dễ ha thì ví dụ như là các bạn chọn thừa cái phần ở trong này đi à, nếu như các bạn muốn chọn thêm thì các bạn sẽ đè phím shift để chúng ta click chọn thêm ha còn nếu như các bạn chọn thừa thì các bạn lại đè phím alt phím Internet đó alt đó Alert là ngay bên cạnh cái cần internet đó cần trôn đó chúng ta thu nhỏ lại này đè phía internet này Alert đó và chúng ta click vào cái phần mà chúng ta muốn bỏ bớt đi và các bạn sẽ có cái hình người như thế này ha bây giờ chúng ta sẽ click sử dụng cái move tool này click kéo qua bên này đưa qua bên này thả vào đây thôi nếu như nó to quá thế này nha các bạn sẽ bấm cần trôn t sau đó các bạn bấm cần trôn số 0 để nó tự động nó zoom ra cái uh, cái cái hình của các bạn để cho nó vừa nó nó đẹp ha. Ở đây thì các bạn sẽ thu nhỏ cái hình của các bạn lại ha, thu nhỏ thì làm như bình thường thôi, cũng không có gì gọi là phức tạp cả. Ví dụ như mình sẽ để ở đâu nhỉ? Big City Boy để ờ uh, đây. <laughs> Ví dụ mình sẽ để ở đây đi ha, để đây được không? Ổn không? Được. Tầm tầm giữa giữa cái đầu của ông ở giữa giữa bức hình thì mình cũng sẽ để ở giữa giữa. Đó, kiểu như thế rồi xong sau khi chúng ta có hình có người xong rồi thì bây giờ chúng ta tiếp tục làm tới cái à, mình có thể tắt cái này đi rồi bởi vì mình đã lấy được cái hình đó qua bên hình hình này của mình rồi nhé rồi ở đây chúng ta tiếp tục à, chúng ta sẽ à, làm cái background màu hồng này ha background màu hồng này ở đây có viền trắng nữa thì mình sẽ làm viền trắng luôn ha đầu tiên background màu hồng để các bạn sẽ ở đây các bạn sẽ click quay trở lại background nhé và chúng ta sẽ chọn là ngay cái Adjustment này, các bạn vào Layer, New Adjustment Layer và các bạn chọn là, ôi trong này không có đây, à Photo Filter không phải. <laughs> ok, rồi rồi, click ở dưới này nhé và chọn là Solid Color, ha, Solid Color. Ngay dưới này, có cái icon này, click và chọn là Solid Color, ha. Ở đây các bạn sẽ chọn màu hồng, à, mình cũng không biết màu hồng của ống là cái, à... ôi màu hồng kiểu hồng lợt lợt, màu màu hồng, à... hồng ở đây, chắc hồng này ha chắc là đây đúng không chắc là đây ơi nhờ lợt hơn một tí và đỏ hơn một tí à, đây đúng không không phải nhỉ ôi khổ thế thôi click sử dụng cái Eyedrop này mình click chọn vào đây thôi ha mình lấy cái vùng xanh sáng một chút đó ở đây mình sẽ click thẳng vào đây luôn và chúng ta click ok đó nó nằm ngay ở đây cơ hóa ra nó là màu đỏ xong rồi đó rồi chúng ta sẽ có cái hình như thế này Ha. hình người thì có thể là mình sẽ hơi lệch một chút ví dụ như là các bạn làm hình nền hình nền máy tính chẳng hạn vậy các bạn có thể để lệch một chút cũng được chẳng sao đâu không có cần thiết là phải vào giữa nhưng mà có thể là mình sẽ để tầm tầm giữa như thế này đi ha rồi tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái lớp layer mà dạng hình giấy như thế này đó các bạn có thể thấy cái viền giấy này à, tạo cái này thì mình nghĩ là để cho nó đơn giản đi thì mình sẽ tự tạo bằng tay luôn mình sẽ tự tạo bằng tay đi ha mình sẽ cần chôn shift n ha hoặc là các bạn vào layer các bạn chọn new chọn layer để chúng ta tạo ra một layer mới ha layer này mình sẽ đặt tên là layer người đó và layer này thì mình sẽ đặt tên là layer tulip uh, tulip cộng chữ đi chẳng hạn vậy tulip tích đấy tulip Tech <laughs> rồi ở đây thì mình sẽ sử dụng cái công cụ là lasso tool hoặc là các bạn chọn bất kỳ một cái công cụ nào cũng được bây giờ bắt đầu chúng ta vẽ À, chúng ta sẽ bắt đầu vẽ bây giờ mình vẽ tay mà mình gọi là cho nó đơn giản thôi cũng không có cần gì gọi là phải là phức tạp cả à, mình có thể zoom nhẹ vào một chút hoặc là các bạn có thể lấy một cái tờ giấy các bạn tự xé ra cũng được nhưng mà đối với mình thì mình nghĩ là những cái bức hình như thế này thì chúng ta sẽ tự vẽ đi nhìn cho nó chất kiểu như là nó có cái chất riêng của các bạn Rồi, ví dụ như là đó các bạn cứ đưa 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 đưa, 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 đưa như thế này thôi cũng không có gì gọi là phức tạp cả đó sẽ 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 về cái kích thước ví dụ như là các bạn cảm thấy nó ờ ừ, nó, nó 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 gọi là gì nhỉ nó nhỏ quá hay là nó hẹp quá không sao hết nhá mấy cái này thì chúng ta có thể điều chỉnh lại kích thước được à, các bạn cứ đưa chùa thôi nãy giờ mình chỉ dùng chùa thôi chứ mình cũng không có dùng cái gì gọi là phức tạp cả tất nhiên là ừ, chắc có lẽ người ta cũng chẳng có làm dạng chip chip như thế này đâu nhưng mà theo mình thì ờ ừ, đây cũng là một cách luyện tập mà cái kiểu như thế đó cứ đưa, 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 như kiểu điện tâm đồ như này này đó mình cứ đưa tới đây đưa xuống thả chuột ra chúng ta có một cái vùng chọn kiểu như một tờ giấy bị xé ha ở đây thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ là cái pen pocket tool này ha cái pen pocket tool ngay bên cạnh cái gradient nếu như mặc định các bạn là pen pocket tool rồi ha click cái chọn ở đây là màu trắng giúp mình ha chọn màu trắng và chúng ta nhớ đang chọn là cái layer tulip nhá click đổ một phát và đây chúng ta có thể click cần chôn t để chúng ta bỏ vùng chọn đi rồi ví dụ như là bây giờ các bạn cảm thấy cái này nó như thế nào nó 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 rộng hẹp quá hay là như thế nào đấy các bạn bấm cần t cần chôn t nhé hoặc là vào vào edit chọn là free transform thì nó sẽ hiện ra cái này cho các bạn thay đổi kích thước ha đây các bạn có thể thay đổi cái kích thước của mình làm sao cho nó phù hợp thôi nếu các bạn cảm thấy nó nhỏ quá hay là nó như thế nào đấy ví dụ như là đây chắc chắn mình sẽ phải che bớt một phần mắt đi bớt một phần mắt đó kiểu như thế này Ok, ổn đâu? Khá ổn đúng không? À, có thể hơi hai ngoài hơi nhiều quá thì mình sẽ thu nhỏ hai bên lại. Đó, mình sẽ thu nhỏ hai bên lại đó, như thế này. Chẳng như vậy. À, cũng gọi là tạm ổn mà. Chúng ta có một số cái hiệu ứng gọi là cái uh, shadow ở dưới, cái đó dễ lắm, tí nữa mình chỉ cho. Ha, bây giờ thì chúng ta có thể điều chỉnh lại một chút cả chân tay này. Các bạn có thể chọn là warp. Ở đây ví dụ như là các bạn cảm thấy ở ừ, cho nó hơi cong cong một chút, nó hơi gọi nó hơi tự nhiên một chút giống giấy một chút kiểu như vậy đó, kiểu thế các bạn có thể làm cho cong cong lên như thế này cũng được và bạn có thể enter đó rồi chúng ta sẽ có đã có một tờ giấy rồi tất nhiên nó không giống như là của ông bin nhưng mà thôi kệ có hơn không nhỉ ở đây có thể thay đổi một chút ví dụ như là ừ, mình có thể đưa lên như thế này cho nó cần lại rồi bây giờ thì mình sẽ đi tìm cái bông hoa tulip của mình ha lên image đó chúng ta sẽ chọn là tulip Garden, ah, tulip garden đó, đó là hoa tulip này. Thì mình sẽ tìm cái background nào giống giống như của ông và mình sẽ à đúng rồi, mình sẽ phải chọn là công cụ này, kích thước lớn tí ha, kích thước lớn. Và mình sẽ đi tìm cái mấy cái hoa nào cho nó ná ná cái của ông. Mình sẽ phải ngó lại cái của ông coi là như thế nào, đài hoa lại còn tí xanh xanh như vậy nó khổ thế. <laughs> Nếu mà không có xanh xanh thì thôi, các bạn bỏ qua cho mình nhé đừng bắt mình đi tìm xanh xanh nữa, mình cũng không biết là phải tìm được cái nào nó xanh xanh đâu, cho nên là ở đây thì dễ nhất thì các bạn sẽ tìm những cái hình mà nó gọi là nó 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 nó, nó... ít chi tiết thôi, tức là chỉ có màu hoa với lại cái đấy thôi. À, đây ví dụ như là lấy cái, Ê, cái này khá ổn, ha? màu mình đổi được nha, thì mình cứ click chuột phải này chọn copy, đây là hình kích thước khá là lớn ba nghìn nhân một bốn luôn, thì nó rất là ok, mình quay trở lại Photoshop quay trở lại hình của mình bấm cần chôn v để chúng ta paste hoặc là các bạn vào edit và chọn paste thôi ha edit chọn paste thôi rồi ở đây các bạn có thể để ý là chúng ta có hai lớp lại một lớp là màu trắng và một lớp là cái hình tulip đó và nó cũng ná ná như là cái hình trên thành ra là mình cũng sẽ nhân đôi cái layer tulip này lên nhé nhân đôi lên ha rồi bây giờ chúng ta bật quay trở lại cái này các bạn sử dụng move tool để các bạn thay đổi vị trí sao cho nó các bạn cảm thấy nó phù hợp một chút ha ha để để làm các bạn sẽ click chuột phải và chọn là create clipping mask ha thì ngay lập tức các bạn thể thấy là cái hình cái hình bông hoa tulip này nó sẽ dính vào ha nó dính vào cái layer ở ngay bên dưới ha cái này là background background trắng đi đấy là chúng ta sẽ có tulip text này các bạn để ý vô nhé Thì chúng ta sẽ có khi các bạn tạo clipping mask á, thì cái layer mà chúng ta tạo clipping mask đó nó sẽ dính vào layer ở dưới nó có cái nó có cái mũi tên này thì nó sẽ dính vô ha. Thì bây giờ cái hình này nó như thế nào á thì cái ở trên nó sẽ hiển thị đúng cho đó thôi. Rồi, thì bây giờ các bạn để ý là chúng ta sẽ có một phần trắng trắng ở rìa ở ngoài để làm cho dễ thì các bạn chỉ việc là thu nhỏ cái layer tulip này thôi để nó nhỏ hơn cái background trắng một chút kiểu như thế nào, ví dụ như mình để cái này chúng ta enter sau đó các bạn sử dụng cái mô tool để các bạn di chuyển vào cho nó vào tầm giữa giữa này cũng được đó nếu để cho nó tự nhiên các bạn có thể bấm cần chun chúng ta lật dọc nó lên ha lật dọc lên vertical cũng được hoặc là các bạn muốn lật ngang cũng được muốn làm thế nào cũng được tùy à, nhưng mà mình nghĩ là Ừ có thể là lật ngang để nhìn cho nó hơi tự nhiên một chút thôi chứ nó cũng không có cần phải sai lệch quá kiểu thế rồi, kiểu vậy, mình sẽ để nó tầm này Đó, chúng ta sẽ có một cái, Ê, sorry, <laughs> rồi Chúng ta sẽ có một cái hình như thế này, ha, có thể là mình sẽ phải cho nó rộng rộng ra ngoài một chút Cái biên ở ngoài nó ít thôi Đó, Đó. Enter Ồ, Như vậy ổn không nhỉ Như vậy có ổn không Mình nghĩ là cũng khá ổn đúng không Ok, được Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chúng ta chỉnh lại một chút ở cái hình cái cái à, màu đỏ này nhé. À, phần màu đỏ này các bạn quay trở lại click vào hình tulip đây mình sẽ đặt tên là cái này là tulip đi ha. Mình sẽ đặt cái này là tulip. Rồi, bây giờ ở cái tulip này chúng ta cần một chuyện là chúng ta cần phải khử bớt cái màu xanh đi cho nó đậm đậm lại và màu đỏ chúng ta chuyển sang màu hồng nhé. Thì mình sẽ sử dụng công cụ là hue saturation đi ha. Rất nhiều cách nhưng mình có lẽ là mình sẽ sử dụng hue saturation. Rồi, ở đây phần chọn màu xanh lá cây ha xanh lá cây này mình sẽ cần nó tối cho nên là mình sẽ kéo giãn ở ngoài này chút để chúng ta chọn đúng cái phần xanh lá ha. Ở đây thì mình sẽ giảm cái uh, saturation, có thể giảm lightness để chút cho nó tối hoặc tăng tùy các bạn ha. Tùy hình của các bạn chọn thôi. Ở đây thì chúng ta có thể là mình sẽ kéo giảm nó qua bên này chút để nó hơi hơi có em hồng này nhìn đẹp hơn. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta chuyển qua kênh màu red ha. Kênh màu red là kênh cái màu hoa tulip đó, mình kéo giãn mở rộng ra chút ở đây. Rồi, ở đây chúng ta sẽ chuyển nó sang màu hồng. À nhớ chọn vào clip clipping, clipping mask rồi nhé để nó áp dụng cho cái hình hoa tulip thôi nó không ảnh hưởng ở dưới các bạn có thể chọn ở đây cho nó các bạn thấy màu hồng chưa nó hơi đỏ đỏ chút xíu đi mình giảm saturation xuống tăng lightness lên đó nó sẽ ra màu hồng đó, cũng dễ nhỉ photoshop đâu gì khó đâu <laughs> đó thì mình sẽ để tầm này đi giống chưa có lẽ là cái hình của ông là tulip màu hồng thật luôn đó, đó, các bạn nhưng mà thôi kệ có không có cơ hội để tìm được những cái stock giống như ông thì như vậy cũng là gọi là tốt lắm rồi ha rồi đó có thể là cũng ná ná rồi hả à, Na ná ná rồi đấy Thế là mình sẽ cho nó sáng hơn chút có <laughs> phần màu đỏ nè các bạn tăng sáng lên chút xíu ấy kiểu thế rồi rồi là mình cũng hạnh phúc với kết quả này rồi, mình không cần đòi hỏi gì thêm. À, rồi ở đây thì mình đang cảm thấy nó contrast nhiều quá, các bạn để ý cái phần của ông này, nó rất ít contrast thôi. À, cho nên là mình sẽ click chọn vào adjustment, à, cái chọn chọn là brightness contrast và mình sẽ click vào clipping mask đó, hoặc là các bạn click đây, click chuột phải chọn create clipping mask, hoặc là các bạn click vào đây cũng được, ha để nó tạo ra clipping mask cho cái layer ở dưới. ở đây thì contrast mình sẽ giảm contrast đi hết cỡ để cho nó nhạt nhạt thôi ha cái này thì có thể là mình có thể tăng nhẹ hoặc là để nguyên cũng được không sao cả mình cảm thấy như thế này cũng khá là ổn đó như này khá là ổn mình coi của ống hình như là hơi tối tối của ống thì hình như là hơi tối tối mình sẽ giảm giảm sáng đi một chút đó rồi ok rồi thì chúng ta có cái này rồi à, các bạn cảm thấy thế nào ổn đúng không rồi bây giờ chúng ta tiếp tục xử lý cái phần người nhé các bạn thể các bạn để ý cái phần người của chúng ta nó chuyển thành trắng đen và nó ém chút màu hồng ha. Nãy giờ chúng ta đã làm cái với cái layer tulip với lại cái layer này rồi. Đó, đây nguyên một cái đống này này. Các bạn thấy một hàng clipping mask không ha. Bây giờ qua phần người thì mình sẽ ở phần người này á thì mình sẽ lấy cái phần mắt ra, mình có thể tạm thời tắt hết, lấy chuột tắt hết đi ha. Và thì và bây giờ thì mình sẽ nhân đôi layer người lên à, à không đây à, để để cho dễ này để cho dễ nhá mình sẽ lấy phần mắt ra trước ha mình cũng sẽ sử dụng đơn giản thế này thôi mình không biết là ở trong cái này thì ừ, set phần này của ống luôn cho nên là ừ, mình cũng sẽ cắt Đấy, cắt ngang ở đây một chút Đấy, kiểu tại sao ông lại nghĩ là được cái trò mà cái kiểu làm như thế này nhỉ <laughs> mình nói thật chứ cái này chủ yếu là ý tưởng thôi các bạn ý tưởng thôi rồi, ví dụ như là rồi ok như vậy mình lấy cái này đi ha bây giờ sau khi chọn rồi các bạn nhớ đang để ở layer người nhé các bạn để ý ở đây đang là layer người nhé mình sẽ bấm cần chôn chay phím chay là phím nằm giữa phím h và phím k chữ chay á cần chôn chay đã nha lên thì các bạn sẽ có cái phần mắt như thế này ha rồi bây giờ phần mắt này phần mắt này các bạn sẽ đưa lên trên ha các bạn để ý này phần mắt chúng ta đè lên trên cái layer layer um, tulip luôn cho nên mình sẽ đưa cái phần mắt này lên trên mình sẽ đặt tên cho cái layer là mắt đi đó mình đưa lên trên để lên trên cùng luôn nhé rồi, sau khi các bạn đã kéo cái phần mắt lên trên rồi, các bạn sẽ chọn tất cả phần ở dưới này nhá. Các bạn click vào layer cái branded contrast hồi nãy là đè phím shift, click vào cái layer background trắng này nhá. Các bạn sẽ sử dụng move tool để các bạn đưa lên trên một chút. Đưa lên trên một chút, đó nó kiểu hơi hơi dính dính vào một tí thôi, không nhiều nhé. Sau khi xong rồi, phần người ở dưới này các bạn có thể chuyển nó sang thành màu trắng đen nhá. Thì ở đây các bạn sử dụng cũng có thể sử dụng hue saturation cũng được hoặc ở đây mình sẽ sử dụng là À, vibrant đi ha vibrant đi à, sử dụng vibrant rồi ở đây để click vào cái clipping mask nhé và vibrant và saturation mình sẽ giảm xuống không đó kiểu như thế này rồi à, mình cảm thấy khá ổn rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ các bạn sẽ để ý là người của ông sẽ có cái màu hơi tối contrast cao à, và cái hơi ám màu hồng nữa ha, hơi ám màu hồng thì bây giờ chúng ta sẽ cứ tiếp tục làm thôi à, sử dụng lại là brightness contrast nhớ các bạn đang để đúng ở layer này nhé brightness contrast nè đó chọn vào clipping mask của ông ta nè chọn giảm giảm brightness để tăng contrast lên một chút đó rồi để cho nó hơi ém màu hồng thì các bạn sẽ có thể ở đây có thể sử dụng là solid color cũng được ha sử dụng solid color đi ha rồi à, chọn cái phần màu hồng ở đâu đấy ở đây chẳng hạn như vậy đó click ok và đây các bạn sẽ click chuột phải và chọn clipping mask ha. create clipping mask này đó để nó ém vào người ha sau khi xong rồi các bạn có thể chuyển sang thành uh, mình sẽ tìm coi thử cái nào nó đẹp đẹp một chút à, uh, shop đi ha shop khá ổn này nó giảm opacity đi một chút đó thì các bạn sẽ có kết quả kiểu như thế này nhìn của ống thì nó khá là OK, thôi kệ. Tại vì của ông ông mặc cái áo rất là lớn, màu đỏ, đấy, màu đen đấy chứ. Cho nên là nó ra như vậy. Thì bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm một công việc nữa. Đó là chúng ta sẽ làm cái um, chữ này. Nếu như ở trên áo của các bạn mà có cái chữ thì sao? ha Chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế. Thì bây giờ uh, ví dụ như là ở trên người của mình có một cái chữ, thì uh, uh, ví dụ như là cái uh, có thể là mình sẽ lấy nguyên cái này chẳng hạn vậy. Nguyên cái sợi dây các bạn thấy cái sợi dây sợi dây, sợi dây máy ảnh không? Thì, thì bây giờ thay vì là mình chọn vùng cái chữ nhé, mình sẽ chọn vùng dây, bởi vì các bạn thể để là cái phần đây này nó có một chút hoa tulip, à, background ở trên này nó ém vào dưới cái phần chữ nữa, thì bây giờ của mình không có chữ, thì mình sẽ ém vào cái phần dây nhé. rồi chúng ta quay trở lại đây, các bạn có thể sử dụng lasso tool hoặc là polygonal lasso tool hoặc là bất kỳ một cái công cụ nào đấy để các bạn tạo vùng chọn, mình sẽ tạo vùng chọn vào phần à, dây này à mình sẽ tạo vùng tròn vào cái dây nó gọi là cũng khá là đơn giản thôi cái này phải chúng ta linh hoạt nha chúng ta lên linh hoạt ví dụ như là trên áo các bạn có chữ đi à, hoặc là ừ, không có chữ thì bỏ qua bước này cũng không sao nhưng mà bởi vì, vì ừ, mình đang hướng dẫn các bạn nó nhái cho nó đúng chuẩn mà nhưng mà bởi vì, vì ừ, điều kiện không có để mua được cái áo giống như pin thì thôi mình đành uh, biến tấu một chút cũng chẳng sao mình nói cái này nó là hiệu ứng cả thôi hiểu không nó là ý tưởng thôi cho nên là ừ, ví dụ như là anh em nếu muốn thì có thể là chuẩn bị sẵn ngay cái lúc mà các bạn chụp á, chụp cái stop người để các bạn làm mẫu á thì ừ, các bạn có thể chọn những cái cái áo mà nó có chữ như vậy để chúng ta dễ bắt trước theo. Còn như mình thì đó, biến tấu. Rồi. Ở đây sau khi xong các bạn đã có cái vùng chọn như thế này rồi nhé. Các bạn có thể lên trên cái tulip này. Các bạn bấm Ctrl C để chúng ta copy ha, Ctrl C chúng ta copy. Và chúng ta qua phần người này bấm Ctrl về à đâu mình. À đâu rồi. Sorry, mình bị nhầm. <laughs> các bạn sẽ phải sử dụng cái công cụ là rectangular hay là bất kỳ cái công cụ tạo vùng chọn ở đấy các bạn đưa cái vùng chọn này lên trên để chúng ta lấy cái uh, lấy cái hình này ha, hoặc là để cho nó đơn giản hơn. có rất nhiều rất là nhiều cách, hồi nãy là một cách ha còn bây giờ ví dụ như là mình sẽ sử dụng cái mình quay trở lại cái cái này cũng được chẳng hạn như vậy để các bạn làm cũng được ha hoặc là đơn giản hơn thì mình nghĩ là mình sẽ tạo một cái à, mình sẽ lưu cái vùng chọn này lại vào select và chọn là save selection à, cái dây đó tí nữa mình sẽ lấy lại cái vùng chọn đó được ha bây giờ thì mình sẽ chọn cái phần tulip này mình chọn hết luôn và mình click đang là tulip nhá mình chọn từ cái tulip và chọn những cái layer mà chúng ta thay đổi cái gọi là cái 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 à, màu sắc của cái tulip đó đó của sắc của cái cái layer đó là mình click chuột phải và chọn là merge layer đó các bạn có thể đè phím cần trôn các bạn chọn nhiều layer cũng được đó và các bạn click chuột phải và chọn là merge layer gom tất cả layer đó chúng ta sẽ có kết quả như thế này ha à, sau khi xong rồi đây các bạn có thể nhân đôi layer này lên các bạn nhân đôi layer này lên nhé và các bạn đưa nhẹ xuống dưới một chút À, ví dụ như là mình lấy cái phần nhỏ nhỏ này đi đó mình tạm thời tắt đi ở đây thì mình sẽ đưa nó đưa cái layer mà tulip mà nhân đôi này này mình sẽ đưa ngay vào cái phần người của ông ta ha, các bạn thử bật lên các bạn sẽ thấy có cái kết quả như thế này như ở đây thì mình sẽ đưa nó lên trên cùng luôn đưa lên trên cùng nhé để chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi những cái layer mà nó chỉnh màu hay vibrant brightness hay là color fill màu hồng hồi nãy đó mình sẽ đưa như thế này rồi bây giờ các bạn sẽ quay trở lại chúng ta bật lên các bạn vào select và chọn là Lost selection hồi nãy thì mình lưu một cái selection tên là gì rồi cái dây đây nó có cái cái dây ở đây và các bạn chọn là ok đó chọn open ở đây thì mình có thể tạo một cái layer mask ở đây các bạn vẫn đang chọn cái layer uh, tulip nhân đôi này nhé các bạn click vào layer mask đó và chúng ta sẽ có như thế này các bạn có thể quay trở lại cái layer của cái layer hoa của mình ha một là chọn như thế này đó đó các bạn chọn lại cái layer hoa này sử dụng move tool để hoặc là thu nhỏ uh, nhớ tắt cái này đi nha để chúng ta di chuyển và cái layer mask không di chuyển theo đó có thể các bạn sẽ để như thế này hoặc là di chuyển cái uh, thu nhỏ cái này lại một chút để chúng ta có cái uh, hoa tulip nó nhiều hơn kiểu thế nhìn ra cái hoa tulip hơn à, di chuyển qua đây enter đó và chúng ta sẽ có cái kết quả như thế này khá ổn đúng không à, nó hơi phức tạp mình hiểu nó hơi phức tạp nhưng mà không sao cả rồi bây giờ tới cái phần mà mình nghĩ các bạn sẽ thích nhất chữ rồi ok cái chữ này thì làm sao bây giờ ha mình biết đây là cái chữ không có dễ gì có Nếu vậy thì mình sẽ lên một cái trang gọi là đa phong .com đa phong đây đa phong .com tất nhiên là cái phong mà chúng ta tải ở trên này thì nó sẽ không có cái tiếng việt đâu à, nhưng mà ừ, các bạn có thể search ở những cái một số cái trang tiếng việt ví dụ như là phong việt designer chẳng hạn vậy chấm việt designer hoặc là tìm những cái bộ phong việt hóa chẳng hạn như thế ha nhưng mà ở đây mình muốn tìm nó nhiều hơn cho nên là mình sẽ sử dụng ở đa phong cái dạng chữ mà các bạn đang thấy ở trên hình của trên cái poster của bin của bin á thì nó là cái dạng chữ hen kiểu script ha dạng chữ script và cái này thì có giống giống như kiểu là graffiti đây là script đây chúng ta có rất là nhiều dạng chữ nha đây là cái dạng chữ script thì các bạn có thể chọn là graffiti old school hay là handwriter cũng được mình có thể chọn brush đi brush là dạng cái chữ mà bôi bôi, bôi như thế này nè đó ở đây thì các bạn có thể click đó mình có thể chọn là big city boy hồi nãy mình có thể mình sợt nhẹ nhẹ qua một chút rồi đó ở đây các bạn sẽ tìm coi là cái phong nào nó phù hợp với cái hình của các bạn ha. Thì đây là nét chữ của ông này Thế tất nhiên mình nghĩ cái này nó cũng chẳng có ở trên ở trên những cái trang kiểu này đâu mà có thể à, có thể là của một cái bên thiết kế nào đấy mà ống kiểu ống thuê luôn á. Cho nên là ừ, các bạn chẳng tìm được cái phong nào giống hoàn toàn đâu cho nên ừ, gọi là có giống là tốt lắm rồi cho nên <laughs> đừng đòi hỏi nhiều ở này ha, à, có thể là ở ừ, đây mình sẽ chọn cái phong tên là Edo CZ nhỉ các bạn bấm download một cái tự động nó sẽ tải về ha à, ở đây các bạn thể click nè click mở cái file này lên đâu rồi đây chúng ta sẽ có một cái phòng Edo này mở cái này lên và các bạn sẽ có cái nút đã install ví dụ như các bạn sử dụng uh, Windows á các bạn có thể click chuột phải và chọn install cũng được In, đó a, l, l, đó. Đó. hoặc là các bạn sử dụng Mac như mình này các bạn click đôi lên các bạn chọn là install phone đó chọn một phát nó tự động nó vào đây rồi ha rồi tên phong này của chúng ta nó là phong edos đúng không mình chưa biết là lót lại ở đây thì chúng ta có hay không nhưng mà đây mình sẽ click và chọn là cái chữ của chúng ta nhé à, mình sẽ lên trên cùng à, click ở đây cái gõ đại cái chữ thì big city boy đi hoặc là hp uh, photoshop <laughs> À, thôi big city boy đi nghe nó big cd boy mình nghĩ là chữ big city boy này của ông là một cái dạng khác thôi à, nhưng mà thôi kệ đó à, chúng ta sẽ chọn cái phong là edos này edos à, đa chúng ta có ngay luôn edos này nhá hồi nãy mình mới cài xong đó rồi cái chữ boy này có thể là mình tách rời ra một cái file riêng ha một 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 cái à, layer riêng rồi ở đây Ta sẽ để ở đây có thể là big City, à, mình không biết là có phải là của ống là ống xếp nó hơi nó hơi lệch lệch một chút đấy trong kiểu này hoặc là cái phông nó như vậy rồi hay nhưng mà thôi kệ có để dùng là tốt rồi cho nên là <laughs> mình sẽ không đòi hỏi mình sẽ nhân đôi cái chữ này lên move nó ra chút và chúng ta đổi cái di chuyển này là uh, boy đó big City boy ở đây mình sẽ cho nó hơi uh, nghiêng lên một chút như vậy này nó hơi trùng trùng vào một tí để cho nó giống cái của ống ấy mà kiểu như này nè có chữ boy nó thấp hơn ở dưới này thì ừ, mình có thể cho cái chữ big city cần T để chúng ta thay đổi cái góc thôi ha mình sẽ đó kiểu như này chữ boy thì mình sẽ cho nó hơi uh, như thế này chẳng hạn hơi lệch lệch tí đó cho nó hơi vào dưới một chút rồi ok vậy đi <laughs> rồi cái hiệu ứng của chữ của ống nhé thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng mà nó hơi mờ đi một chút như thế này nó là màu xám này và ở đây chúng ta có một chút cái chữ B ở đây thì để cho nó đơn giản nha. Các bạn chỉ làm chỉ việc làm giúp mình thôi. À, là chúng ta sẽ giảm opacity đi một chút, ha, giảm opacity đi một chút thôi. Ha, big City mình cũng sẽ giảm opacity đi một chút, chỉ một tí thôi nhá. Đó và các bạn sẽ có cái dạng như thế này. À boy này. Mình sẽ đưa lại đó. Các bạn có thể thấy cái chân ở phía dưới không? Rồi. Đơn giản như vậy thôi, ha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục, chúng tay sẽ có cái hiệu ứng cái shadow ha shadow ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái chỗ chúng ta có shadow bao gồm là phần người này đó bắt đầu mình làm phần người trước phần người của mình nhé các bạn click chuột phải và chọn là blending option ở trên cùng hoặc là các bạn click đôi nhưng mà nó ở xa xa một chút đừng có click đôi vào tên nha click đôi vào tên chúng ta thay đổi tên còn click đôi xa xa một chút thì các bạn sẽ vào cái tên gọi là layer style này ha mình sẽ để qua bên này đi ha các bạn sẽ chọn vào drop shadow ở uh, drop shadow này á thì ở đây các bạn một số cái tiêu để điều chỉnh nha. Các bạn click vào drop shadow check vào nhá và nhớ click vào chữ drop shadow để nó nó chuyển cái phần bên này ra như thế này. Multiply opacity thì các bạn có thể tăng giảm cái độ mờ đục của cái shadow ha. Size thì là tăng kích thước của cái uh, shadow lên. Distance thì nó sẽ tăng cái khoảng cách ha. Tăng khoảng cách. Ví dụ như là ờ uh, cái angle là cái góc này. Ví dụ như là mình muốn nắng chiếu ví dụ, các bạn tưởng tượng giống như là nắng chiếu vậy đó. Ví dụ các bạn muốn góc nó lệch như này các bạn chỉnh góc các bạn tăng distance lên thì nó bắt đầu nó đổ nó ra di chuyển ra ngoài đó các bạn thấy không đó các bạn có thể sử dụng cái uh, move tool này để các bạn uh, đưa đưa nó ra ngoài cũng được ha đó vì mình để vào đây đi mình sẽ để góc uh, 90 độ ha để chúng ta góc 90 độ đó 91 nhập tay được cũng được 90 để tầm cỡ này đi ha? mình click ok đó những cái thông số khác các bạn không cần quan tâm ấy à, tầm này khá ổn đúng không hoặc là mình sẽ cần phải giảm cái um, opacity đi một chút ha giảm dạ, opacity đi một chút tầm này đi sai thì mình sẽ cho lớn lên tí đó click ok rồi tiếp tục cái của tờ giấy này tờ giấy cũng có cái drop shadow này tờ giấy cũng ta đâu đây đây là cái background trắng tờ giấy của chúng ta ha à, ở đây thì uh, chúng ta sẽ click đôi vào đó và ở đây các bạn có thể chọn cái uh, drop shadow ha drop shadow ở đây các bạn có thể tăng cái opacity lên một chút à, sai thì nhỏ lại một tí thôi kiểu như thế này đó City giảm đi một tí Đấy. và chúng ta sẽ click OK và các bạn sẽ có ngay hiệu ứng kiểu như thế này đó OK chưa ở đây thì các bạn thể thấy. để ý là ừ, nó hơi rời rời ra một chút thì mình cũng sẽ bắt trước mình sẽ click đôi quay trở lại cái đấy blending option hoặc là click đôi ở đây chúng ta sẽ cho nó hơi rời rời ra một tí đã hơi xuống một chút kiểu như thế này đấy rồi click ok sau khi xong rồi phần chữ của chúng ta cũng có cái như thế này nữa ha à và nó sẽ có khá là nhiều ở đây mình sẽ quay trở lại phần chữ của ta này big city boy mình sẽ um, để cho nó đơn giản nhanh gọn nha thì mình sẽ gom chung hai cái layer này lại vào một group ha à, chúng ta sẽ click vào một chữ này đè phím cầm control click vào chữ còn lại và chúng ta chọn tạo cái group như này đó chúng ta sẽ có cái group chữ à, group chữ này rồi các bạn sẽ click chuột phải và chọn là planning option hoặc là click đôi giống hồi nãy thôi và chúng ta tạo một cái uh, À, cái này là mặc định rồi thì mình sẽ xóa bớt đi. đây 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 như thế này là mặc định nhá thì các bạn có thể tăng opacity lên. À, distance thì thấp thấp thôi. size vừa vừa thôi. để chúng ta có cái uh, chữ nó nhiều nhiều ha. nếu như các bạn sử dụng phiên bản Photoshop CC 2018 trở lên, các bạn có thể tạo được nhiều cái drop shadow này ha. hoặc là để cho nó dễ, các bạn click ok này. và chúng ta nhân đôi cái uh, layer này lên bằng phím cần chôn chay ha. cần chôn chay, cần chôn chay này chai đó các bạn cứ nhân đôi lên thì các bạn sẽ thấy là cái shadow của chúng ta nó sẽ đậm lên nha thì để cho nó dễ mình chỉ nhân đôi hai lần thôi và chúng ta sẽ có kết quả như thế này mình cảm thấy khá ổn à, mình cảm thấy khá ổn chữ này thì mình sẽ có ừ à, ngày giờ gì đó thì mình có thể sử dụng cái um, đây thì mình có thể sử dụng cái ví dụ à, ngày giờ đúng không thì thay vì ngày giờ thì mình sẽ để là cái gì nhỉ HP photoshop com <laughs> thì à, thì kiểu như thế à, mình sẽ thu nhỏ cái chữ này lại đó để bên này đó kiểu thế bây giờ mình sẽ nhân đôi cái chữ này lên đưa qua bên này mình sẽ để cái này là ừ. học à đúng rồi mình mình không viết tiếng việt được ha cho nên mình sẽ photoshop x một cái x với lại lightroom <laughs> cho nó giống kiểu đấy mình sẽ nhân đôi cho để cho vị trí cho nó ok như này ha rồi bây giờ mình sẽ cũng group đôi này lại Cũng cần Ctrl G để mình tạo cái layer nhé Mình cũng click đôi vào đây Mình cũng chọn drop shadow Mình cũng click OK Đó kiểu như thế nó cũng không có gì gọi là quá phức tạp đúng không Click OK và chúng ta lại nhân đôi cái này lên Thì các bạn sẽ có hiệu ứng thế này Khá ổn đúng không Rồi bây giờ tiếp tục ha à, Chưa xong đâu Các bạn có thể thấy là chúng ta có một chút noise ở đây Noise này thì các bạn thể làm đơn giản giúp mình Chúng ta quay trở lại layer background ở dưới này nhé Các bạn bấm Ctrl Shift N để chúng ta tạo layer mới. ở layer này thì các bạn sẽ phủ lên cho mình một màu sáng bằng cách là bấm Shift Delete. Ha. Oh sorry. Uh, phiên bản cũ thì, uh, thì chúng ta sẽ vào Fill này chọn là Edit và chọn là Fill. ở bên này là Shift F5 rồi. Edit Fill nhá Và đây các bạn sẽ chọn là Content. Chúng ta chọn là 50% Gray, 50% Gray để chúng ta tạo ra được một cái màu xám. Ha, một layer màu xám. đưa lên trên cái layer màu hồng này luôn đi. để chúng ta tạo cái layer noise ha layer này thì mình sẽ đặt tên là noise nhiễu hạt đó kiểu nhiễu hạt đó noise rồi để làm cái này các bạn vào filter chọn là noise và các bạn chọn là add noise ha add noise đó thì nó sẽ ra các bạn này các bạn thể tăng giảm thế nào để tùy ý chúng ta chọn vào gaussian bật vào cái uh, monochromatic nhé để nó chuyển sang trắng đen thôi đó và chúng ta click ok rồi ở đây thì uh, các bạn thể để ý là chúng ta sẽ có cái uh, trắng đen kiểu như này các bạn có thể chọn vào cái noise nhé, các bạn chọn cái à, này là overlay hoặc là mình đang nghĩ là mình sẽ để cho nó multiply và giảm opacity, đó mình sẽ để là multifly và giảm opacity đi, thì các bạn sẽ có cái hiệu ứng tương đương kiểu như thế này, à, có thể là giảm opacity đi một chút nữa, mình chỉ để tầm 10% thôi, đó, sau khi xong rồi, à, các bạn có thể tạo thêm viền hay là làm bất cứ một cái gì các bạn thích, à ví dụ như là mình muốn tạo viền đi, thì mình sẽ à, À, mình có thể uh, chọn vào filter uh, chọn là new guy layout, ha, new guy layout, uh, tắt cái này đi. Margin thì mình sẽ để là ở uh, 30 hoặc là tăng lên đó, như này đi. 30, chọn 30. Chọn 30. Cái bước này các bạn không làm cũng được nhưng mà mình đang muốn làm để cho nó giống với lại uh, cái uh, của ông ha. Rồi, ngay trên cái noise luôn. Mình sẽ chọn vùng vào đây. Đó, giữ phím shift và lại chọn vùng tiếp vào đây giữ phím ship và chọn vùng tiếp vào đấy kiểu thế các bạn có thể chọn bất kỳ một cách làm nào cũng được tùy theo các bạn ha rồi mình sử dụng cái pen bucket tool màu uh, màu trắng ha mình bấm bôi vào cái layer này mình có thể là chọn đây rồi đúng không mình tạo layer mới đi ctrl shift n đó mình tạo layer mới ngay trên đây mình sẽ đặt cái tên này là viền trắng đó mình sẽ click vào đây một phát và cần chôn đề chúng ta sẽ có cái hiệu ứng như này bấm cần chôn hát để chúng ta ẩn cái thanh này đi đó và các bạn sẽ có một cái big city boy khá là trend và mình nghĩ là ừ đây là một cái bài khá là nâng cao so với lại cái bài của à, có chắc đây là yêu của sơn Tùng ha bởi vì cái ý là mình là cái poster ấy. bởi vì cái này các bạn sẽ phải control cái layer khá là nhiều và mình cũng đã cố tình mình làm cho nó nâng cao hơn ở chuyện là Ừ, các bạn sẽ phải quản lý cái layer của các bạn sao cho nó nhuần nhuyễn một chút ha mình nghĩ là nó không có gì gọi là quá là khó khăn đâu bởi vì các bạn có thể thao tác thực hành một chút layer này thì mình cái cái gọi là cái file pdf này thì mình sẽ để ở ngay phía dưới phần description phần mô tả các bạn có thể tải về các bạn thử cũng được nha thì đó là toàn bộ video này các bạn đã theo dõi và đã đề nghị mình làm video này mình khá là hay dễ đúng không à, và ở đây mình có rất là nhiều cái video khác của mình nếu như các bạn thích hãy nhấn vào đó và cho mình và đừng quên là cho mình một cái subscribe và đăng ký và comment phía dưới để cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha bye bye hẹn gặp lại các bạn vào video sau vào Phúc. để